Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Châu Thiếu Hiệp, thiếp xin cảm tạ người đã ra tay cứu giúp cho Bí Cung thoát qua tai nạn. Một giọng nói trong trẻo dịu dàng bỗng từ sau lưng thốt ra. Châu Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ gương mặt tiều tụy, mình mặc tang phục đã đứng sau chàng từ lúc nào. Tẩu tẩu, Thạch Lan Hoa cười buồn nói, Châu Thiếu Hiệp, nghĩa huynh chàng không, huynh ấy là người cùng cha khác mẹ với ta đó. Sao? Châu Thanh vừa khóc vừa thuật lại thân thế của chàng cùng Cam Giang cho Thạch Lan Hoa nghe. Thạch Lan Hoa cũng cầm lòng không đậu, nước mắt trào ra thổn thức. Vậy thiếp phải gọi Thiếu Hiệp bằng chú. Tẩu tẩu, người chết không thể sống lại được. Mong chị nên bảo trọng lấy mình để cho những người xung quanh được vui lòng. Chú Thanh, cái chết của huynh ấy đã đem đi rất nhiều những gì của chị. Giờ sở dĩ chị còn sống sót chẳng qua chỉ là vì song thân của chị mà thôi. Châu Thanh cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của nàng, chàng muốn tìm những lời an ủi, nhưng cũng chẳng ăn nhầm gì đối với một cô gái đã bị kích thích quá nhiều. Rồi giây lâu chàng mới cất giọng thành khẩn nói, Tẩu tẩu, chị có muốn vào Quyết Cốc ở chăng? Mẹ cùng chị Cam Tiểu Mai đang cần chị đến đó. Chị không thể nào rời khỏi ngôi mộ này. Cảm ơn lòng tốt của chú. Châu Thành đưa ánh mắt thương tiếc nhìn về ngôi mộ một lần nữa rồi nói, Tẩu tẩu, ta sẽ thường xuyên đến đây thăm chị. Chú định đi sao? Vâng, Nhất Thống Hội còn là một phái mới, lo tấn công vào Tàn Nhân Viện. Ta cần phải đến đó để cứu giúp cho họ. Vậy thì chú nên đi đi. Xin Tẩu tẩu ở lại giữ gìn thân thể. Châu Thanh cảm thấy một nỗi buồn vô tả. Chàng thở dài bước ra khỏi cốc, mang lại mặt nạ tóc giả rồi phi nhanh về hướng Tàn Nhân Viện. Chàng dùng hết sức để thi triển khinh công, chẳng bao lâu thì đã đến chân núi Tiếp Thiên Phong. Tiếp Thiên Phong, Tàn Nhân Viện. Dọc theo con đường lên núi, chàng thấy cứ một khoảng xa xa thì lại có mấy cái xác chết nằm lăn ra đường cái. Đó là thuộc hạ của Tàn Nhân Viện. Đến trước cửa lớn của Tàn Nhân Viện, mười mấy chiếc thây lại hiện ra trước mắt. Chu Di Tiếp Thiên Phong im liền không nghe một tiếng động, bầu không khí đầy sự khủng khiếp bao trùm. Danh trấn võ lâm vào hạng nhì Nhất Quyết Cốc, nhì Tàn Viện, vậy mà nay đã bị kẻ khác phái mang quả đến nơi. Trong cửa viện có trên 50 người áo trắng đang đứng thành hàng dài, máu tươi dính đầy áo. Trước mắt là một đám người tàn tật, chơi đôi mắt oán hận nhìn đối phương. Trên chiếc ghế lớn giữa sảnh, một cụ già tóc bạc, mặt đầy vết sẹo, đang ngồi dương đôi mắt ghê rợn nhìn về đối phương. Người ấy chính là Nhất Thống Hội chủ Ba Diện Lão Tổ. Xung quanh ông ta có bốn người áo trắng đứng hầu. Nhìn theo tầm mắt của Ba Diện Lão Tổ, lão già mặt sẹo này, thấy cách xa 50 trượng có một cụ già một chân một tay và một mắt. Châu Thanh nhìn qua biết ngay người này chính là Tàn Nhân Viện chủ Tam Tàng Tôn Giả, đã từng gặp chàng. Ba Diện Lão Tổ buông tiếng cười sang sảng. Tam Tàng Tôn Giả, người không tiếp nhận điều kiện ấy sao? Tam Tàng Tôn Giả quát lớn, không. Vậy thì số kiếp của Tàn Nhân Viện kể như hôm nay là chấm dứt rồi. Hành động bất nghĩa như các ngươi cũng có ngày phải đền tội. Lịch sử võ lâm ta chưa từng thấy ghi chép qua kẻ dùng vũ lực mà thống trị thiên hạ lâu được. Có lẽ giờ đây Nhất Thống Hội đã tạo sang điều lịch sử đó rồi. Bỗng trong lúc ấy một giọng nói lạnh lùng phát ra. Không khi nào có được chuyện đó. Giọng nói không mấy lớn nhưng khiến cho ai nghe cũng phải kinh tâm. Mọi người đều giật mình. Ba Diện Lão Tổ đôi mắt như ánh đèn nhìn ra bên ngoài rồi trầm giọng quát lớn. Ai đó?
Ngọc Diện vô địch đệ nhị. Tiếp theo giọng nói vừa dứt, một cụ già tóc bạc áo vải thô đang nhẹ nhàng từ trên không hạ mình xuống trước cửa của đại sảnh. Thuật kinh thân ấy khiến cho ai nấy đều phải nể sợ. Bà Diện lão tổ liền tung mình nhảy đến trước mặt của Châu Thanh rồi lớn tiếng hỏi: Bạn hữu vốn là cao nhân ở phương nào đây? Ngọc Diện vô địch đệ nhị. Lão phu trước giờ chưa hề nghe tên ấy bao giờ, vậy thì hôm nay kể như biết cũng chưa muộn. Ba Diện lão tổ dùng đôi mắt sắc bén nhìn đăm đăm vào Châu Thanh một lát, đoạn cất tiếng cười như ngông cuồng. Việc gì bạn không dùng mặt thật để nói chuyện vậy hả? Châu Thanh thầm phục lão già này quả thật là lợi hại, mới nhìn là đã biết ngay ta quá trang. Chàng cười lạnh lùng nói: Nếu người tiếp được lão phu 20 hiệp mà còn sống sót, lão phu sẽ cho người tùy ý muốn thế nào cũng được. Lời nói thật là ngông cuồng đáo để. Phải biết Bà Diện lão tổ là một tay ma đầu đã từng tung hoành khắp chốn giang hồ trên 100 năm nay, làm sao bỏ qua được những lời thách đố của Châu Thanh. Ông cười lớn tiếng rồi nói: Bạn hữu, người quá ngông cuồng, lão phu trước giờ chưa từng thấy đâu. Nhưng không tin thì ngươi cứ thử xem. Bạn hữu, nếu 20 hiệp ngươi bị bại thì sao? Giết tha tùy ý. Lão phu không muốn cho ngươi chết, nhưng ta lại có ý giết ngươi từ lâu rồi. Bà Diện lão tổ tức giận đến tóc tai dựng ngược, nhưng ông cố dặn lại và nói: Này bạn hữu, đừng xem lão phu như bọn thông thiên giáo chủ kia mà lầm nha. Nếu trong 20 chiêu mà lão phu đánh bại ngươi, lão phu chỉ cần ngươi chịu với lão phu một điều kiện thôi. Điều kiện gì? Lúc nào cũng phải nghe lệnh lão phu gia nhập Nhất Thống Hội. Châu Thanh cười ha hả nói: Bài toán của ngươi thật là hay nha, chủ ý thật là tinh diệu đó. Người bạn kia, ngươi có ưng thuận hay không? Ưng thuận. Vậy thì xin ra tay đi. Lời vừa dứt thì người của Ba Diện lão tổ đã nhảy về chỗ cũ chính giữa đại sảnh. Cao thủ của Nhất Thống Hội ai nấy đều tự động giang ra ngoài 5 trượng. Châu Thanh chậm rãi bước vào giữa, đứng đối diện cùng Ba Diện lão tổ. Tổng quản Nhế Từ Văn cũng đến đỡ Tam Tạng tôn giả giang ra xa để tránh khỏi những cuồng phong của hai bên quét trúng. Thuộc hạ của Tàng Nhân Diện người người đều hồi hộp, ai cũng đồng ý. Nếu như Ngọc Diện vô địch thứ hai mà bị thất bại thì số phận của họ sẽ không biết ra sao. Giờ phút quyết liệt bắt đầu, gương mặt của Bà Diện lão tổ đằng đằng sát khí, ông ta quát to hỏi: Bạn hữu, trước khi động thủ, lão phù muốn biết người đến với ý gì đây hả? Châu Thanh lạnh lùng đáp: Nhất Thống Hội đã tạo sát khí tham vọng quần lâm thiên hạ, cần phải gạt bỏ danh hiệu ấy trong gió lầm. Lời nói này quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người, khiến ai nấy thảy đều biến sắc. Ba Diện lão tổ lâu nay vẫn cho là thiên hạ vô địch, không ngờ giờ lại đứng trước mặt một kẻ quá khinh mình. Nhưng lòng ông cũng hơi dè dặt, vì không hiểu xuất xứ của kẻ này ra sao. Ông cố mồi ký ức, cũng không thể tìm ra lai lịch của đối phương. Tham vọng của Nhất Thống Hội là muốn thống trị võ lâm. Nếu để cụ già trước mặt này còn tồn tại sẽ là một cản trở không nhỏ đối với bổn hội. Châu Thanh từng có ý giết cho được lão ma đầu này để đem lại sự yên ổn trong võ lâm. Chàng nghĩ, hôm nay là ngày duy nhất mà ta có cơ hội để thi triển thần công đã học lâu nay. Chàng liền lên tiếng dục: Bà Diện lão tổ, còn đợi gì nữa? Lão tổ liền ngồi thụp người xuống, song chưởng đánh ra thế mạnh như di sơn đảo hải. Châu Thanh thấy thế vận dụng 8 thành công lực đưa tay chống đỡ. Hai đường kình lực chạm vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa trong đại sảnh của Tàng Nhân Diện. Châu Thanh đứng yên như trụ cột, còn Ba Diện lão tổ thì bị đẩy lùi một bước. Mọi người có mặt đều nhao nhao náo động. Đôi mắt lão tổ vừa tỏ ra kinh ngạc lại vừa sợ sệt. Lão đã hiểu rõ công lực của đối phương vượt hơn mình một mực. Châu Thanh trợn mắt quát lớn: Tác hạ cũng nên tiếp một chưởng xem sao. Lời vừa dứt, song chưởng đẩy ra 10 thành công lực ồ ạt công tới. Bà Diện lão tổ vội đưa song chưởng ra, dùng hết sức bình sinh để nghênh tiếp.
Một tiếng nổ nữa lại vang lên, tứ phía gạch ngói bị chấn động, các tay cao thủ phải ngượng ngập lùi ra ngoài vòng chưởng lực, mặt người nào người nấy đều tái mét. Bà Diện Tôn giả lại thối lùi ba bước, người lão đảo muốn ngã. Châu Thanh vẫn đứng yên bất động. Tam Tạng Tôn giả buộc miệng gọi, chẳng lẽ là người sao? Câu nói này khiến cho ai nấy đều phải giật mình, nhưng họ không hiểu tàn nhân diện chủ có ý chỉ ai. Lão Tổ cảm thấy sự đe dọa đã bắt đầu nổi dậy ở trong lòng ông ta. Sự lo lắng mà lâu nay ông ta chưa hề có qua bao giờ. Áo của ông ta bắt đầu bọc hơi gió, tóc đã bắt đầu dựng ngược. Những vết sẹo trên làn da mặt bắt đầu rung động, đôi tai nổi đầy gân guốc. Thấy rõ ông ta đang vận dụng công lực. Các tay cao thủ nơi đại sảnh đều nín thở để chờ đợi. Châu Thanh cũng cảm giác hơi hồi hộp. Chàng ngầm vận dụng cả 10 phần công lực chờ đợi nghênh địch. Song chưởng của lão tổ công ra, đôi tay của Châu Thanh chống đỡ. Tiếng chưởng phong lại gia chạm vào nhau. Càng lúc kình lực đôi bên lại càng gia tăng, tạo thành một luồng gió bão lay động cả căn nhà. Lão tổ lại lùi lại 5 thước, miệng rỉ máu tươi. Bốn vị cao thủ áo trắng thấy thế vội đến đỡ lấy người của ông ta. Lão tổ khoát tay quát lớn, các người lùi ra. Vừa nói người của ông ta lão đảo như là bị nội thương vậy. Châu Thanh buông tiếng cười rùng rợn. Các hạ, đây là chiêu thứ 9, tiếp lấy. Song chưởng liền đánh ra, lão tổ sắc diện đến đổi không thể nào tránh né được nữa. Ông ta vội đưa tay ra chụp lấy bả vai của đối phương, nhưng hơi chậm. Bàn tay của Châu Thanh đã đánh nhầm ngay ngực của lão tổ. Máu từ trong miệng phun ra dính đầy cả áo của Châu Thanh. Tam Tạng Tôn giả vừa thấy chưởng thức của Châu Thanh đánh ra, ông lại kêu lên một tiếng kinh dị. Đúng là người, trừ người ra không còn ai có công lực như thế nữa đâu. Châu Thanh lại cười lớn tiếng. Các hạ, lão phu bảo 20 chiêu là đánh tính quá cao cho ngươi rồi đó. Thật ra chỉ cần 10 chiêu, à không, 9 chiêu rưỡi thôi. Giờ chuẩn bị tiếp lấy nửa chiêu nữa để kết liễu giấc mộng tham lam của ngươi nha. Bà Diện lão tổ cố gượng tiến lên mấy bước, giọng run run nói. Người là ai đây? Châu Thanh liền thò tay vào áo lấy ra một vật sáng ngời đưa lên cao. Lão tổ sợ đến tái cả mặt mày ấp úng. Người là Quyết Tâm Chi Chủ. Nói tới đây máu từ trong miệng lại trào ra nữa. Tam Tạng Tôn giả đang ngồi ở trên ghế bỗng nhảy phát dậy lớn tiếng nói. Quả thật là người Quyết Cấu Chủ Nhân. Trong lòng của Tam Tạng Tôn giả, ngoại trừ Quyết Cốc Chủ Nhân ra, trong võ lâm không có người thứ hai có võ công cao thâm đến như thế nữa. Nhưng ông có hiểu trước mặt của ông, vị Quyết Cốc Chủ Nhân hiện giờ với người mà ông tưởng không phải là một. Châu Thanh nghiến răng quát, người có thể nhắm mắt được chưa? Lời vừa dứt, tay cũng vừa phất nhẹ một cái. Một tiếng kêu thảm khóc vang lên. Ba Diện lão tổ đã lăn đùng xuống đất rồi bất động. Trong đấu trường lại nổi lên mấy tiếng kinh hồn, la hét rồi im phắt không còn có tiếng động nào nữa. Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn về phía mười mấy cao thủ bạch y, thấy người nào người nấy đã tỏ ra sợ sệt. Bỗng một người trung niên đến trước mặt, rồi đều rần rần tiếp theo. Trở về! Châu Thanh vừa quát, chưởng lực vừa bung ra. Những thuộc hạ của Nhất Thống Hội đã bị đẩy lùi trở về chỗ cũ. Bây giờ bọn thuộc hạ của Tàn Nhân Diện ùn ùn kéo vào. Châu Thanh bảo, Nhất Thống Hội vô cớ đi sát phạt vậy, các bạn ở trong Tàn Nhân Diện hãy tín hộ cho những kẻ bất hạnh này đi. Lời nói chứng tỏ chàng muốn bảo các cao thủ của Tàn Nhân Diện nên vì bạn của các ngươi mà báo thù rửa hận. Tam Tàng Tôn giả đưa ánh mắt nhìn qua một lượt, bỗng nhiên thét lớn, sát! Đấu trường lại một phen dấy động. Môn hạ của Tàn Nhân Diện đều căm hận ở trong lòng, giờ được bộc phá, giết thôi không kịp trở tay. Thời gian trôi qua được một khắc, đấu trường đã tràn đầy những vũng máu đỏ. Những xác người áo trắng, cao thủ của Nhất Thống Hội không còn sống sót lại người nào. Tam Tàng Tôn giả tung mình nhảy đến trước mặt của Châu Thanh kính cẩn rồi nói, Cốc chủ,
đã mấy mươi năm không gặp mặt, không ngờ cốc chủ vẫn hoài dũng như xưa. Tại hạ xin thay mặt toàn thể môn nhân tàn nhân diện cùng kính cảm ơn sự giải thoát của cốc chủ hôm nay. Đủ thấy tàn nhân diện chủ vẫn đinh ninh Châu Thanh là quyết cốc chủ nhân người đã chết đi từ bao giờ rồi. Trước đây Châu Thanh vì muốn cứu Xưng Đào nên xin khởi tử đan, Tam Tàng Tôn Giả đã nhờ chàng gửi lời hỏi thăm quyết cốc chủ nhân. Vậy chắc hai bên đã có qua lại về cảm tình. Giờ chàng không muốn để lộ thân phận của mình nên trả lời qua loa. Việc về cần phải nói như vậy, thường thế của diện chủ như thế nào rồi? Khởi tử đàn của bổn diện có thể cứu người chết thành sống, thương tích như vậy có ăn thua gì đâu. Vậy mà tại hạ quá lo rồi. Đại đức của cốc chủ bị diện môn nhân đều ghi khắc vào trong tâm khảm. Tiểu đệ muốn lập một thạch bia ghi dấu kỷ niệm, đằng sau này đệ tử cùng ngưỡng hoài ân ấy. Không dám, diện chủ chớ nên làm như thế. Cốc chủ vì sao mà phải thay đổi hình dạng? Nếu không có quyết tâm xuất hiện thì tiểu đệ... Châu Thanh cười lớn rồi hình như không muốn kéo dài thời gian, chàng nói. Việc này thật bất đắc dĩ, mong diện trưởng tha thứ, tại hạ xin cáo từ. Sao, cốc chủ không định lưu giá ư? Sau này có dịp sẽ đàm đạo. Trước kia Châu Thanh có nhờ diện chủ tặng cho khởi tử đàn, tại hạ xin cảm tạ lòng tốt. Cốc chủ quá lời, từ nay về sau hãy gặp được quyết tâm bỉ viện từ trên xuống dưới đều phải cung kính tiếp đãi. Châu Thanh cảm kích vô cùng, sợ ở lâu rủi ro bị bại lộ chân tướng, chàng vội nói. Mong viện chủ nên sửa sang lại quý viện, sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Lời vừa dứt chàng liền cung tay chào, đoạn tung mình ra đi mất dạng. Tam Tàng Tôn Giả nhìn theo bóng của Châu Thanh miệng lẩm bẩm. Trời ơi, không dè, lại là người thật. Nếu không phải là người, thiên hạ còn ai có thể cứu được tàn nhân diện đây chứ? Châu Thanh đi một hơi đã xuống khỏi tiếp thiên phong. Vừa đi chàng vừa nghĩ, ba diện lão tổ đã chết rồi. Từ nay bên nhất thống hội như chim gãi cánh, không còn dám làm mưa làm gió gì nữa. Chàng lại nghĩ đến việc Quỷ Ảnh Tử đang theo dõi vị toan tú tài để tìm ra tông tích của đại huynh Tam Chỉ Truy Hồn Mã Âu Xuyên, người mà có liên quan đến cái chết thảm khốc của cha mình. Bước chân vô hướng cứ tiến mãi trên con đường cái quan, lòng tràn ngập bao sự lo buồn. Trong quyết cốc, hình ảnh thê lương trên gương mặt của Cam Tiểu Mai cứ mãi như là ám ảnh trong đầu của chàng. Mỗi lúc chàng nhớ đến hai con người bất hạnh ấy, trong lòng chàng tự như là kim châm muối sát. Mẹ lớn, chị hai, chàng không biết phải làm thế nào để cho họ vui vẻ để mà sống, mang đến cho chị Cam Tiểu Mai cả hạnh phúc ở trên đời. Đi đến đây, tai của chàng bỗng nghe tiếng nước chảy cuồn cuộn, tiếng sóng vỗ gập ghềnh. Thì ra, con sông lớn đã xuất hiện trước mắt, nơi mà Quỳnh Tiểu Phương đã vì chàng mà đâm đầu xuống liều thác, liều mình để cho chàng rảnh tay thoát thân. Dưới lớp hận thế ma cơ, Tiểu Phương đối với chàng có thể sánh tình nạn tựa non, ơn sâu như biển. Chàng quyết định sẽ đi tìm Thủy Phủ Động Thiên để tìm gặp sư phụ của nàng, báo tin cho người biết nàng đã trầm mình. Vừa đi vừa suy nghĩ, chàng đã qua Phong Lâm Độ từ lúc nào, cảnh vật xưa vẫn còn đó, người giờ đã ở nơi đâu? Chàng nhớ sực đến vị nhạc phụ ơn như trời biển đã vì chàng mà đã bỏ thân, liền quay người đi vào căn nhà cũ trước kia. Quả thấy một ngôi mộ lớn được dựng trên nền đất, trên mặt mộ khắc một hàng chữ như sau: Thích Khảo Dịch Công Quy Vũ Chi Mộ, nữ tử Tú Vân Lập. Những việc trước kia đều dần dần như diễn lại. Cảnh vật còn đây, người đã nằm yên dưới nấm mồ. Nước mắt của chàng lại trào ra. Chàng quỳ mọp bên mã mà khóc thảm thiết. Bỗng sau lưng của chàng lại vọng tới một giọng nói đầy vẻ kinh ngạc. Châu Thanh giật mình đứng dậy. Qua màn lệ, thấy mơ hồ như hai bóng người đi tới.
một bà già tóc bạc, kế bên là vị hôn thê Dịch Tú Vân. Chàng không ngờ Dịch Tú Vân lại có thể xuất hiện vào lúc này. Vậy lão bà ấy là ai? Dịch Tú Vân nhìn lớp hóa trang của Châu Thanh tỏ vẻ kinh ngạc rồi hỏi: tại sao lão tiền bối lại lại trước mộ phần của tiên phụ? Châu Thanh không biết nói như thế nào, liền đưa tay lên gỡ tấm mặt nạ trên mặt xuống. Dịch Tú Vân kêu lên một tiếng kinh dị: Thanh ca, có thật là huynh không đấy? Châu Thanh lạnh lùng: Vân muội, em không về sao hả? Tú Vân kích động: thật không tưởng tượng được. Châu Thanh quay sang lão bà đứng bên: xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Tú Vân vội giới thiệu: gia sư Quyền Quyền lão nhân. À, Châu Thanh vội thi lễ vái chào, ở trong lòng không khỏi rung động. Không dè vị tiền bối đứng trước mặt mình lại là nhân vật đệ nhất võ lâm Quyền Quyền lão nhân. Lão nhân tỏ vẻ vui mừng hỏi: ngươi là Châu Thanh? Vâng, chính giảng bối. Thật là may mắn, thầy trò lão hôm nay mới đến không dè ngươi cũng có mặt. Châu Thanh chỉ gượng cười chẳng nói chẳng rằng. Quyền Quyền lão nhân ngưng giây lát bỗng đổi giọng: nhãi con, lão có lời muốn hỏi ngươi. Châu Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên nói: tiền bối cứ hỏi. Việc hôn nhân ngươi cùng với Vân Nhi có phải do cha mẹ hai bên định sẵn không vậy? Tú Vân có vẻ e thẹn quay mặt đi nơi khác. Châu Thanh không hiểu bà ta có dụng ý gì, chàng đáp: Vân, giờ hai đứa cũng đã thành cô nhi, vậy trước mộ phần của nhạc phụ, người đối xử với con Vân như thế nào đây? Châu Thanh như đã có ý định liền đáp: Dịch Thúc Thúc linh thiêng, người sẽ hiểu rõ, tha thứ cho giảng bối. Đôi hàng mày trắng của Quyền Quyền lão nhân nhíu lại rồi vội hỏi: người nói như thế là có ý gì hả? Châu Thanh lạnh lùng đáp: trong lòng của Vân muội còn rõ hơn ai hết. Dịch Tú Vân vừa buồn rầu vừa oán giận quay đầu lại hỏi: ta rõ việc gì? Việc ấy khỏi cần ta nói ra. Châu Thanh, ngươi nên hiểu rõ đi. Ta vì di mệnh của tiên phụ nên... Vân muội, việc đó không cần thiết, cần gì phải làm trái với lòng mình. Ngươi... Nói đến đây đôi mắt của Tú Vân nhòa lệ. Nàng quay mặt sang nơi khác chẳng nói chẳng rằng. Châu Thanh hững hờ nhìn sau lưng của nàng rồi tự hỏi: nàng thuộc hạng con gái như thế nào, đã yêu toan tú tài, giờ lại ép mình phải cưới. Nhưng ta đường đường là nam tử, đâu vì cảm tình với Dịch Thúc Thúc mà đi tiếp nhận một người con gái vô liêm sỉ đến như thế hay sao? Nghĩ tới đây chàng buộc miệng: Vân muội, chúc em đầy hạnh phúc, ta đi thôi. Khoan đã, Quyền Quyền lão nhân sắc mặt giận dữ đưa tay ra cản lại Châu Thanh. Châu Thanh liền dừng bước đứng lại: tiền bối có điều chi? Nhãi con, ngươi đi được vậy sao? Tiền bối định làm gì đấy? Việc của con Vân Nhi ngươi xử như thế nào? Tự nàng còn hiểu rõ hơn giảng bối nữa kia mà. Tú Vân đột nhiên quay người lại rồi tròn xe đôi mắt quát lớn: Châu Thanh, anh hiếp người quá lẽ. Châu Thanh hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: Vân muội, vì nãy Dịch Thúc Thúc, ta nhẫn nhịn đến giờ cũng đủ lắm rồi. Vậy thì anh cứ đi đi, giữa chúng ta như không còn quan hệ gì nữa. Sự thật như vậy đã lâu rồi mà. Anh đi từ nay về sau tôi không còn mong gặp anh nữa. Ta sẽ đi đây. Lão nhân thấy vậy liền quát lớn: đồ dòng ân bội nghĩa, lão phù phải giết người mới được. Lời vừa dứt bà ta ra tay đánh vào Châu Thanh một chữ. Một tiếng bùng phát ra, người của chàng hơi nhích động. Phải biết chưởng pháp này là Thiên Lôi chưởng pháp, một môn công phu tuyệt diệu của lão thân. Bà ta đã dùng đến 8 thành công lực, phàm những tay cao thủ võ lâm khó ai mà chịu đựng được. Thế mà không làm gì được Châu Thanh. Vừa kinh dị lại vừa tức giận, chưởng thứ hai của bà ta lại dung ra. Lần này bà ta cố ý tặng thêm 2 thành công lực nữa là 10 thành. Châu Thanh vẫn đứng yên không hề tránh né, mặt hơi biến sắc bị kình lực đánh lùi một bước. Dịch Tú Vân kinh sợ đứng sừng sững vào người. Chưởng thứ ba của lão bà lại bắt đầu tung ra. Lần này cơn phẫn nộ đều dồn vào đó cả. Bà dùng hết toàn lực bình sinh đánh mạnh vào đối phương. Tú Vân kinh hoàng ré lên một tiếng rồi bụm mặt lại. Động đất, núi lai. Mặt của Châu Thanh bỗng đỏ bừng.
Chàng bị dội lùi ba bước, xúc động lên tiếng: "Tiền bối, giảng bối rất tôn kính lòng hào khí của tiền bối, xin nhường ba chưởng, giờ giảng bối cứu tự." Lời vừa dứt thì thân người của chàng như một làn khói nhạt bay đi mất dạng. Quyền Quyền lão nhân đứng đờ người ra, toàn thân của bà run rẩy, dây lâu rồi mới thở dài nói: "Dần nhi, hồn nhân đại sự, coi lại cũng phải có chữ duyên mới được. Bức ép thế nào cũng chẳng được. Từ nay về sau, thầy sẽ không còn xuất hiện trên giang hồ này nữa đâu. Không ngờ trăm năm thanh thế, danh dự giờ không còn gì nữa." Tú Dần kinh hãi thất thanh: "Sư phụ, đó là lỗi của Dần nhi, thù này..." Quyền Quyền lão nhân ngắt lời: "Dần nhi, con bảo sao? Con phải báo thù." "Báo thù? Báo thù ai vậy?" Châu Thanh: "Nó với con có thù gì? Đã sỉ nhục con, đã mạo phạm thầy nữa." "Con sai rồi, nó không phải là hạng tà ác, đã chịu đựng ba chưởng của thầy mà không hề thốt ra tiếng oán giận, đủ chứng minh là người trung hậu. Sở dĩ hôm nay như thế cũng chẳng qua là tính tự ái của mỗi cậu trẻ đều như vậy mà. Nếu quả thật còn có duyên nợ với nó thì chuyện đã không xảy ra như thế đâu." "Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang, gia chủ nhân không từng cho ai gặp cả. Như thế nào tại hạ cũng phải gặp cho kỳ được. Lão phù không dám tự chủ, xin bẩm lại với chủ nhân có Châu Thanh muốn cầu kiến. Việc này lão hỏi ngươi vậy chơ, tiểu thượng đâu? Đã mấy tháng nay nàng không có trở về." "Nàng? Nàng thế nào?" "Nàng đã chết rồi." Dương Thúc Thúc toàn thân run rẩy, đôi mắt mở tròn rồi hỏi lớn: "Người nói cái gì?" Châu Thanh trầm giọng đáp: "Nàng đã chết rồi." Dương Thúc lão đảo bước lùi hai bước, sắc mặt tái nhợt rồi lên tiếng hỏi: "Vì sao mà chết vậy?" "Vì tại hạ." "Tiểu tử, lão phù phải giết ngươi." Lời vừa dứt, Dương Thúc đánh ra một chưởng vào ngực của Châu Thanh. Châu Thanh không hề tránh né, cũng không đưa tay ra đỡ. Bùng! Thế chưởng mạnh ngàn cân của Dương Thúc tưởng đánh ra đá bể tường rơi, thế mà đối với Châu Thanh không hề lay chuyển. Dương Thúc cảm thấy bàn tay đau nhất lùi lại năm sáu bước dài, tỏ ra kinh dị lạ thường. Ông thật không thể nào tin được trên thế gian này là có người võ công cao siêu đến dường ấy, bị một chưởng của ông mà không hề tổn thương. Trái lại, ông còn cảm thấy bàn tay như chạm vào một khối sắt cứng vậy. Châu Thanh từ tốn nói: "Tiền bối, xin nghe hết lời nói của tại hạ." Dương Thúc lâu nay thương yêu Quỳnh Tiểu Phương như cháu ruột của mình, vừa nghe hung tin nên nhìn Châu Thanh như là một kẻ thù đã giết chết cháu của ông ấy. Giờ thấy không thể giết được chàng, ông giận dữ quát lớn: "Được rồi, ngươi nói đi." Châu Thanh bình tĩnh ôn tồn nói: "Nàng vì muốn cứu tiểu bối, cho nên chống đỡ với địch nhân, rồi cuối cùng liều thân nhảy xuống sông tự vẫn. Với công lực của tiểu phường, tiền bối, nàng đã mất hết công lực rồi." "Người nói cái gì? Nàng không còn công lực nữa?" "Vâng." "Tại sao vậy?" Việc nói ra thì hơi dài, đợi khi tại hạ gặp được chủ nhân sẽ tường trình một thể. "Lão hỏi người, người có yêu nàng không?" "Dạ yêu." "Yêu thấm thiết như nàng đã yêu người?" "Vâng." "Với công lực của người, như không kẻ nào dám đối địch, chẳng lẽ không bảo vệ được nàng sao?" Lúc đó tại hạ chưa luyện thành như bây giờ. Gương mặt của Dương Thúc tỏ vẻ bi thương, hai hàng nước mắt từ từ lăn trên gò má gầy. Ông suy nghĩ giây lâu rồi nói: "Được rồi, đi theo ta." Hai người lần lên lưng chừng núi, đến nơi cửa hầm bí mật mà lúc chàng được Tiểu Phương đưa lên. Dương Thúc lúc này quay lại nói: "Cửa ở dưới biển bị bọn tài sai nhất thống hội quấy nhiễu nên đã có lệnh đóng chặt. Ngươi đứng chờ ở nơi đây, đợi lão vào thưa với chủ nhân rồi vào rước ngươi." "Tiền bối cứ tự nhiên." Dương Thúc vào con đường hầm bí mật độ vài khắc, rồi trở ra vẫy tay bảo với Châu Thanh: "Ngươi vào đi."
Châu Thanh chui người theo con đường hầm bí mật. Chẳng bao lâu đã đến một tiểu thính. Chính giữa đã có một người đàn bà tóc bạc ngồi đó từ bao giờ. Châu Thanh vừa thấy nhận ra là thủy phủ chủ nhân. Chàng liền đến trước rồi cung kính chào nói. Tham kiến tiền bối. Thủy phủ chủ nhân nghe qua Dương Thúc cho biết sơ qua câu chuyện của cô học trò yêu quý. Mặt của bà buồn bã vừa gặp Châu Thanh liền hỏi. Châu Thanh, kể nguyên do cái chết của Phương Nhi cho ta nghe. Châu Thanh không cần suy nghĩ, đem đầu đuôi từ lúc chàng quen biết với Tiểu Phương, với lớp Hận Thế Ma Cơ, đến khi nghịch lữ quái khách cản trở không cho hai người gần nhau. Rồi nàng mất hết công lực, đoạn chàng đem thân thể của chàng ra nhất nhất kể lại cho bà ta nghe. Thủy phủ chủ nhân càng nghe càng xúc động, cuối cùng bà rung giọng lên tiếng hỏi. Ngươi là con của Cam Tổ Niên, vật kỳ thật. Tại sao Tiểu Phương muội đã... Nó không thể chết được. Không chết. Đúng vậy, nếu nó bị người ta đánh rơi xuống nước thì là một chuyện khác. Đằng này nó chủ động nhảy xuống, quyết không thể nào chết được đâu. Châu Thanh nửa tin nửa không. Tiền bối lấy đâu mà tin như thế? Thủy phủ chủ nhân mơ màng nói. Nó là môn hạ của thủy phủ. Bớt luận công lực còn hay mất. Đối với chuyện bơi lội cũng trội hơn người thường. Chỉ dòng nước chảy của con sông mà lấy được mạng của nó không phải là một chuyện đáng cười hay sao? Châu Thanh vừa vỗ đầu vừa nói. Ờ ha, đúng vậy. Giảng bối đáng lẽ phải hiểu ngay chuyện ấy chứ. Nhưng sao hả? Nhưng đã mấy tháng nay không thấy nó trở về. Nó cũng tự hiểu là với bản lĩnh của lão thần, khôi phục lại công lực cho nó đâu có khó gì. Đáng lẽ nó phải về đây từ sớm rồi, hay là lại gặp chuyện gì khác chẳng may xảy ra nữa đây. Châu Thành vốn đã vui mừng, giờ nghe vậy thì trong lòng lại hồi hộp. Chàng suy nghĩ dây lâu rồi nói, giảng bối thề cùng trời đất, quyết đem toàn lực ra tìm cho được Tiểu Phương mới nghe. Người có quen biết người nào trong cái bang không? Dạ thưa có, nhân tâm thánh khất Chu Phi. Bạn thân với nghĩa phụ của giảng bối. Tốt rồi, ngươi nên nhờ họ dò la tin tức hộ cho. Tai mắt thuộc hạ của cái bang khắp nơi đều có, họ sẽ tìm ra một cách mau lẹ. Giảng bối xin vâng lời. Ngươi chưa đổi lại tên họ. Giảng bối định đến ngày ân quán phân minh rồi sẽ đổi lại tên họ cũng không muộn. Thủy phủ chủ nhân bỗng thở dài và nói. Cam Tổ Niên có đứa còn như vậy, chết cũng nhắm mắt được rồi. Châu Thanh sực nhớ lúc trước khi bà ta trao cuốn Công Cộng Tàn Giảng cho chàng, còn dặn thêm một câu là phải báo thù cho Ngọc Diện Vô Địch. Xem vậy giữa bà ta cùng cha chàng có lẽ quan hệ rất mật thiết cũng nên. Chàng buộc miệng hỏi, giữa tiền bối cùng tiên phụ có thâm giao gì chăng? Thủy phủ Động Thiên bỗng biến sắc mặt gượng cười nói, hài tử, việc đã qua rồi, chớ nên nhắc đến làm gì. Châu Thanh nghe nói thế lại càng tò mò muốn tìm hiểu hơn, vội hỏi, tiền bối tôn hiệu là gì, có thể cho giảng bối biết được chăng? Thủy phủ chủ nhân trầm ngâm giây lát rồi nói, lão thần họ Quỳnh. Châu Thanh giật mình như đã hiểu ra hỏi, tiền bối có phải là Hận Thế Ma Cơ Quỳnh Tử Phương? Thủy phủ chủ nhân như xúc động từ từ gật đầu, hài nhi sao ngươi lại biết? Vì Tiểu Phương đã từng dùng danh hiệu của tiền bối xuất hiện trên giang hồ, giả lại tên nàng với tên của tiền bối chỉ sai có chữ đệm thôi, nên giảng bối mới đoán ra như thế. Người đoán không sai. Châu Thanh lại hoang mang ở trong lòng. Nghịch lữ quái khách đã cực lực cản trở. Sự giao hảo giữa chàng cùng Hận Thế Ma Cơ như vậy, chắc bà ta với cha chàng qua lại một mối tình ngang trái, còn Quỳnh Tiểu Phương. Chàng lại nghĩ đến việc chàng với Cam Tiểu Mai xích tí nữa đã gây ra một chuyện lầm lẫn và ân hận suốt đời. Vì vậy đối với việc này chàng không khỏi lo sợ hỏi. Em Phương cũng họ Quỳnh sao? Nó là một cô nhi mà ta đã nuôi dạy từ nhỏ. Vì không biết tên họ của nó nên mới lấy theo họ của ta thôi. À ra là thế. Rồi bỗng bà hỏi. Người có yêu nó hay không? Châu Thanh thẹn thùng ấp úng, dạ có. Nếu nó bình yên vô sự, người có định kết hôn với nó hay không?
Dân tiền bối, ta hy vọng ngươi cư xử toàn vẹn, đừng để cho nó phải đau khổ như ta thổi trước nha. Châu Thành đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn và nói, giảng bối có vài lời muốn hỏi tiền bối. Người nói thử xem, giữa tiên phụ cùng tiền bối chắc có mối liên hệ rất thân thiết có phải không? Gương mặt của bà lại một lần nữa xúc động mạnh. Hài tử, người muốn biết việc ấy sao? Nếu tiền bối vui lòng, được rồi, người nghe đây. Lão thân đã từng yêu cha ngươi, trao trọn tình đầu cho người. Ồ, ra là thế. Nhưng cha ngươi lại đi yêu Thái Hằng Nga Túc Quệ. Châu Thanh im lặng gật đầu. Thật ra chàng biết nói gì bây giờ. Thị phủ chủ nhân trấn áp sự xúc động, ngừng giây lâu rồi bà nói tiếp. Cha ngươi bỏ ra kết hôn cùng mẹ ngươi. Lúc ấy ta hận đến nỗi tim gan, định giết chết người và từ ấy tự xưng là hận thế ma cơ, đụng đầu giết đó cho hả dạ. Nhất là những chàng trai tuấn tú. Châu Thanh nghe đến đây cảm thấy trong lòng khó chịu. Có lẽ chàng đã hiểu qua nỗi đau khổ khi một người con gái bị thất tình. Nhưng chàng không hiểu tại sao tóc của bà lại bạc phơ đến như thế. Nếu đem so sánh thì có lẽ tuổi tác giữa cha chàng và bà chênh lệch xa nhau hay là còn nguyên do gì khác nữa chăng? Thủy phủ chủ nhân như hiểu được sự phân trần dưới ánh mắt của Châu Thanh bà tiếp. Nhưng thật là mâu thuẫn. Lúc được tin cha ngươi bị ám toán, ta buồn khổ vô cùng. Chỉ trong có một đêm mà tóc bạc cả thế này đây. Từ ấy ta không còn chối cãi được lòng ta nữa. Vì người yêu nên ta đã mang hận. Cái hận mà ta vẫn còn yêu. Ta gieo rắc tai ương cho giang hồ một thuở. Nay ta thề sẽ lui về thủy phủ tu tâm, không còn quyến luyến gì đến việc trần gian. Mộng tình đã tan, đâu còn giữ lại được. Nói tới đây bà buông một tiếng thở dài ảo não. Châu Thanh rất đồng tình, chàng thở dài như cảm thông nỗi buồn của bà. Lẽ ra làm con không dám nói đến việc của cha, nhưng tiên phụ thật ra có lỗi với tiền bối lắm. Hài nhi, còn một người nữa cũng đồng số kiếp như lão thân. Ai thế? Quan ngoại võ lâm minh chủ Lam Ngọc Hoàng. À, thì ra là bà ta. Còn biết bà ta sao? Bà đã từng ra tay giúp giảng bối. Bà cũng là một kẻ đáng thương. Cha người trước kia hào hoa phong nhã, đã từng được nhiều nữ tử si yêu, cũng từng làm nhiều trái tim rạn nứt. Hài tử, dung mạo của con giống cha con trước kia như đúc, nhưng ta biết lòng ngươi rất trung trực. Đó là điều hay, mong ngươi sau này nên thận trọng về mặt tình cảm. Mối hận của tiền bối với tiên phụ. Hài tử, ngươi sai rồi. Lão không hận cha ngươi, chỉ hận cho số phận của mình mà thôi. Song tiên phụ khó tránh được tiếng bạc tình bạc nghĩa. Thôi đừng nên nói nữa. Có phải người đã luyện thành môn thần công trong cộng công tàn giản không? Đa tạ tiền bối đã quan tâm, giảng bối đạt được đôi phần. Về kẻ thù của cha ngươi đã tìm ra tung tích gì chưa? Một người là nhất thống hội trưởng Võ Lâm Nhất Quân. Hùng án nơi bờ sông, Võ Lâm đều hay biết. Không ngờ Võ Lâm Nhất Quân lại là nhất thế hội trưởng. Còn kẻ giết người tiên phụ cũng được rồi, chỉ cần tìm ra một người có thể bại lộ tất cả ra. Ai vậy? Một trong bốn người đồng tử trước kia là Tam Chỉ Đoạt Hồn. Trước kia tiên phụ bị ám toán, người này có mặt một bên. Đến lúc tiên phụ bị mất tích một cách bí mật thì người này cũng biến mất. Bây giờ hắn đi đâu? Đã tìm ra manh mối rồi. Tốt, hài tử, chúc con sớm báo được quyết thù. Đa tạ tiền bối. Thủy phủ chủ nhân quay sang nói với cụ già ốm như que củi đứng bên. Dường thuốc lò chuẩn bị rượu thịt cho nó. Châu Thanh vội nói. Giảng bối định xin cáo từ. Ngày nào tin tức của em Phương chưa tìm ra, ngày ấy giảng bối vẫn còn nóng như lửa đốt. Có gấp thì cũng không có được đâu. Châu Thanh từ tạ thủy phủ chủ nhân. Chàng rời khỏi thủy phủ động thiên với một nỗi lòng đầy ưu tư sầu não.
Quỳnh Tiểu Phương không biết đã trôi nổi nơi nào. Nàng nhất định không chết được. Cho dù lên non xuống bể, chàng nhất định cũng phải tìm cho được nàng về. Nhờ cái ban tìm hộ cũng là một phương pháp rất hay. Chàng bèn đổi lớp cụ già khi nãy hướng về phân đàn của cái ban nơi Trường Giang để tiến bước. Đang lúc đi bỗng có một bóng người lướt qua mặt rồi gọi lớn: "Sư đệ!" Châu Thanh vội dừng bước nhìn kỹ thì ra người ấy chính là nhị sư huynh Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt. Chàng lên tiếng hỏi: "Nhị sư huynh, chuyện theo dõi Tam Tú Tài như thế nào rồi?" Quỷ Ảnh Tử cười thiểu não: "Sư đệ, xem lại danh hiệu của huynh chắc bị đập bể rồi." "Sao?" 60 tuổi đầu còn mắc mưu đứa con nít, theo dõi hai ngày đêm rút cuộc cũng bị chúng trốn thoát một cách thần tình. Châu Thanh nghe nói có hơi buồn, mất đi manh mối này có lẽ sự việc sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. "Quỷ Ảnh Tử, đừng cản trở để chàng theo dõi, thì dù thế nào chàng cũng không chịu buông tha cho Toan Tú Tài. Nhưng sự việc đã như thế còn biết làm sao nữa." Chàng chỉ an ủi: "Nhị sư huynh, dù sao Toan Tú Tài cũng không thể nào trốn lên trời hay độn xuống đất được, chẳng qua thời gian sớm hay muộn đó thôi." Quỷ Ảnh Tử hối hận nói: "Cũng chỉ vì quá tự tin, xem đối phương quá thấp nên mới hỏng đại sự. Sư huynh chớ nên tự trách nữa, chúng ta phân nhau đi tìm kiếm thì hơn." Đột nhiên Châu Thanh quay mặt vào phía rừng cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Bạn nào ở trong rừng vậy?" Theo câu hỏi một bóng người xuất hiện, Châu Thanh nhìn thấy buộc miệng kêu lên: "À, thì ra là Mạc cô nương." Người ấy chính là em ruột của Mạc Kỳ Hoa, tên gọi là Mạc Kỳ Bình. Mạc Kỳ Bình đến trước cùng tài thi lễ: "Bái kiến sư thúc." Quỷ Ảnh Tử ngơ ngác rồi hỏi: "Nàng là ai vậy?" Châu Thanh như sực nhớ vội nói: "Ồ, ta quên giới thiệu, Mạc cô nương đây là nhị sư bá của cô, Quỷ Ảnh Tử Tây Môn Liệt." Mạc Kỳ Bình vội đến trước mặt thi lễ gọi nhị sư bá. Châu Thanh chỉ Mạc Kỳ Bình nói với Quỷ Ảnh Tử: "Nhị sư huynh, nàng là môn hạ của ngũ sư tỷ Quỳnh Thượng Hương." "Ồ, ra là vậy. Ngũ sư muội hiện giờ là dâu của Thông Thiên giáo chủ, chồng đã chết hiện nhậm chức phó giáo chủ." Quỷ Ảnh Tử tỏ vẻ xúc động, thật không dè. Mạc Kỳ Bình lại nói: "Sư thúc, gia sư có lệnh." "Việc gì vậy?" "Gia sư có quen với một cô gái tên gọi là Quỳnh Tiểu Phương." Châu Thanh liền lập tức hỏi nhanh: "Đúng, có việc gì?" "Hiện giờ nàng đang ở tại tổng đàn của bổn giáo. Giáo chủ bắt nàng với mục đích là muốn trao đổi hộp đen kỳ thư của sư thúc. Hiện giờ gia sư không thể cứu thoát được nàng nên sai đến bẩm cho sư thúc rõ." "Rồi sao nữa?" Thì Bình mỉm cười nói tiếp: "Xin sư thúc vẫn giữ bộ mặt già nua này lên tổng đàn Thông Thiên giáo đòi người." Châu Thanh lòng mừng vô hạn. Chàng không ngờ quá thật Tiểu Phương chưa chết, giờ lại biết tin nàng thế nào đi chăng nữa, chàng cũng phải cứu nàng ra trước cái đã, liền hỏi: "Tổng đàn Thông Thiên giáo ở nơi nào?" "Dọc theo con sông này đi lên độ 150 dặm đường, có một ngọn núi gọi là Đoạn Hồn Cốc. Ta đã làm những dấu hiệu bằng chữ thập. Đầu chữ thập chỉ về hướng nào, tức là sư thúc nên đi về nơi ấy." "Được rồi, ta sẽ lên đường lập tức." "Nhị sư huynh, phiền ngươi truyền cho các vị sư huynh sư tỷ nên tận lực thăm dò cho ra hạ lạc của Toan Tú Tài." "Sư đệ có cần huynh đi với không?" "Thôi khỏi, Thông Thiên giáo xem lại cũng chẳng có ai dám cản trở đệ đâu." "Cũng được, chúng ta tạm biệt vậy." Quỷ Ảnh Tử quay sang Mạc Kỳ Bình và nói: "Gửi lời hỏi thăm sư phụ của cô." Lời vừa dứt, người của ông ta đã dục một cái mất dạng, thật không hổ danh với danh hiệu là bóng ma. Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn Quỷ Ảnh Tử khuất dạng rồi quay sang Mạc Kỳ Bình nói: "Sư phụ cô nương có dặn dò gì nữa chăng?" "Thưa không." "Thôi, tôi đi trước một bước." Nói dứt lời, chàng cũng tung bay nhẹ nhàng lướt trên con đường cái quan dọc theo bờ sông mà đi tới. Thời gian trôi qua chẳng bao lâu đã bắt đầu sụp tối. Khoảng đường Châu Thanh đã đi nãy giờ cũng được 100 dặm. Trước mặt là một thị trấn gần tổng đàn của Thông Thiên giáo. Châu Thanh suy nghĩ kỹ lại, không biết có nên tiếp tục cuộc hành trình hay vào đây ăn uống đã. Chân chàng vừa từ từ chậm lại, rẽ mình vào thành,
Chàng định tìm một quán rượu vắng vẻ để nghỉ ngơi ăn uống, nhưng giờ này các tiệm ăn đều đầy chật người. Tìm dây lâu mới bước vào được một tửu quán, nơi cuối đường đến một chiếc bàn kề bên cửa sổ rồi ngồi xuống. Đang lúc ăn uống, bỗng mắt của chàng thoáng thấy hai bóng người, một trai một gái, trông rất quen thuộc, lướt qua cửa sổ rồi đi về hướng ngoại ô. Chính y. Châu Thanh vội vàng móc một nén bạc đặt ở trên bàn, đoạn hối hả ra khỏi tửu quán. Nhìn xem thì hai chiếc bóng đã đi khá xa, chỉ còn lại hai cái đốm đen mơ hồ. Nếu không phải là nhãn lực của chàng siêu phàm, thế nào cũng không nhận ra được. Thân hình chàng liền tung bay như là một làn khói nhạt, đuổi theo hai chiếc bóng ở phía trước. Đứng lại! Hai người ở phía trước nghe tiếng quát liền dừng chân. Châu Thanh lạnh lùng lên tiếng nói: Toàn Tú Tài, thật là hân hạnh được gặp lại ngươi. Hai người này chính là Toàn Tú Tài cùng Dịch Tú Dân. Toàn Tú Tài vẻ ngạc nhiên không hiểu gì cả. Dịch Tú Dân vội bước lên trước và nói: Châu Thanh, huynh định làm gì? Việc này không quan hệ đến cô. Em cần phải can thiệp. Sợ cô can thiệp không nổi chứ. Toàn Tú Tài xen lời: Châu Bằng Hữu, có điều gì chỉ giáo đây? Châu Thanh biết Tú Dân đã đem những việc về mình nói rõ cho Toàn Tú Tài hay cả rồi, nên không cần giấu giếm gì nữa. Liền lột mặt nạ tóc giả xuống cất vào áo, đoạn trầm giọng nói: Các hạ, tại hạ xin nói rõ một yêu cầu, cho biết sư phụ của ngươi là ai. Toàn Tú Tài lùi lại một bước cương nghị nói: Nếu không thì sao? Tại hạ không muốn nghe chữ ấy. Châu Bằng Hữu, sự thật người có ý gì vậy? Sau khi các hạ nói ra rồi, tại hạ sẽ kể rõ cho nghe. Thật khó mà dân mạng, như vậy thì đừng trách tại hạ vô lễ. Bạn muốn gì? Các hạ chớ hòng rời khỏi nơi đây. Dịch Tú Dân tức giận nói: Châu Thanh, huynh đừng hiếp người thái quá. Châu Thanh đưa ánh mắt hững hờ nhìn Dịch Tú Dân rồi nói: Tốt hơn mong cô đừng can thiệp vào việc này. Ta nhất định phải can thiệp. Cô tự tin như vậy sao? Anh định đối xử với bạn tôi như thế nào đây? Nếu ngươi không nói thật ra, ta sẽ không thể buông tha. Anh dám động đến người, ta sẽ liều mạng chết sống với anh đó. Châu Thanh nghe nói lửa giận tràn hông. Chàng không ngờ Dịch Tú Dân lại tuyệt tình với chàng đến như thế. Liền quát lớn: Dịch Tú Dân, Thanh mổ đối với cô đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi đó. Dịch Tú Dân lớn tiếng: Châu Thanh, đừng có giả tình giả nghĩa nữa. Châu Thanh nghiến răng hừ một tiếng, xuất thủ nhanh như chớp, chộp lấy cổ tay của Toàn Tú Tài. Người dám! Dịch Tú Dân vừa quát chưởng liền đánh ngay, nhắm vào người của Châu Thanh mà công tới. Châu Thanh thấy thế nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương. Bùng! Chưởng lực của Dịch Tú Dân chạm vào người của chàng, vì sẵn giận vị hôn thê phản bội, nên nàng ngầm giận thần công. Tài của Dịch Tú Dân vừa đánh tới, đã bị sức phản công quyết liệt, phải lảo đảo thối lùi ra sau 10 bước. Châu Thanh giận nảy lửa, nhìn đăm đăm vào Toàn Tú Tài, rồi lên tiếng quát: Người có chịu nói ra không? Toàn Tú Tài cũng cứng rắn không vừa: Không nói, muốn giết thì cứ giết đi. Châu Thanh cảm thấy khó xử. Nếu quả thật Toàn Tú Tài là môn hạ của đại sư huynh Mã Ô Xuyên, mà hôm nay chàng có làm thương tích gì, sau này biết ăn nói làm sao? Còn chẳng làm cứng thì đối phương đâu chịu hở môi. Trong lúc đang do dự thì Dịch Tú Dân lại quát lớn một tiếng như con hổ dữ chồm tới, dung chưởng đánh vào các yếu huyệt của chàng. Châu Thanh vẫn cắn răng chịu đựng. Bùng bùng! Liên tiếp mấy chưởng nơi yếu huyệt sau lưng của chàng bị chấn động. Tuy đã luyện qua kim cang thần công, chưởng đấm đao bầm cũng chẳng hại, nhưng đối với các yếu huyệt cũng bị chấn động phần nào. Châu Thanh hầm hầm nói: Tưởng tình của Dịch Thúc Thúc lần này là lần chót ta nhịn cô. Nếu còn làm già thì đừng có trách ta vô tình đó. Dịch Tú Dân mặt mày ảm thảm, nước mắt chảy ròng ròng.